Và xin chào tất cả mọi người. Chúng ta sắp học một loạt các cái loại trọng từ. Và trước khi học từng loại trọng từ thì chúng ta coi các cái nét tổng quan, các cái đặc điểm tổng quát của trọng từ. Trọng từ là một từ không thay đổi, tiếng Pháp gọi là invariable, tức là cái dạng thức của nó không bao giờ thay đổi, nó không có giống được giống cái, nó không có số nhiều số ít, không thay đổi. Đó là điều đầu tiên chúng ta phải nhớ. Đặc điểm thứ hai, đây là một từ ngữ được dùng tùy ý, ở tiếng Pháp gọi là facultative. Dùng tùy ý tức là làm sao? Tức là chúng ta không dùng nó cũng được. Cái câu nó không có sai, nhưng mà nếu chúng ta cho nó vào thì câu đó rõ nghĩa hơn. Như vậy đây là hai cái đặc tính mà tôi đưa lên trong cái hàng đầu tiên. Trạng từ là một từ không thay đổi và dùng tùy ý. Chức năng của nó là nó có thể đi theo một tính từ, adjective, nó có thể đi theo một động từ, verb, hay có thể đi theo một trạng từ khác, adverb, để bổ nghĩa cho các từ này bằng cách làm cho nó có cái độ chính xác hoặc là thêm vào các cái từ đó một cái sắc thái. Vậy chúng ta nhắc lại, cái đặc tính của trạng từ là không thay đổi và có thể sử dụng tùy ý. Thứ hai, chức năng của trạng từ là nó bổ nghĩa cho một tính từ hoặc cho một động từ hay cho một trạng từ khác. Chúng ta đưa ra một vài ba ví dụ. Câu thứ nhất, elle est très gentille. Cô ấy rất là tử tế. Nếu chúng ta che, chúng ta xóa cái trạng từ très đi thì câu này vẫn còn nghĩa. Cô ta là một người tử tế, nhưng mà chúng ta thêm cái trạng từ vào thì cái trạng từ này nó làm cho cái tính chất tử tế nó tăng lên cái cường độ. Cô ta rất tử tế. Câu số 2, elle travaille beaucoup. Cô ấy làm việc rất nhiều. Như vậy cái trạng từ beaucoup này nó làm cho chúng ta thấy cái hành động làm việc của cô này nó thêm một cái sắc thái, tức là cô ta làm việc nhiều chứ không phải làm việc vừa vừa, chứ không phải là làm việc ít. Và câu thứ ba, elle mange beaucoup trop. Nếu chúng ta che, chúng ta xóa cái trạng từ beaucoup này đi thì câu này vẫn có nghĩa cô ta ăn nhiều quá, con bé này nó ăn nhiều quá. Và người ta thêm cái trạng từ này để tăng cái cường độ này lên, tức là con bé này ăn quá cái sức của nó, elle mange beaucoup trop, con bé này ăn quá nhiều. Như vậy ở đây nó bổ nghĩa cho một trạng từ. Vậy chúng ta vừa đưa ra các cái ví dụ là câu thứ nhất bổ nghĩa cho tính từ gentil, câu thứ hai bổ nghĩa cho một động từ này là động từ làm việc, travailler, và câu thứ ba bổ nghĩa cho một trạng từ này là trop. Và bây giờ chúng ta thử so sánh một cái câu người ta phát biểu như thế này: Tu chantes, bạn đang hát. Rồi tu chantes bien, bạn hát rất là hay. Rồi tu chantes merveilleusement bien, bạn hát tuyệt vời, hay hết sức. Như vậy là chúng ta thấy khi người ta cho cái trạng từ vào thì cái câu nó mang một cái sắc thái khác, nhưng mà nó không phải là bắt buộc, bởi vì không có nó thì cái câu đầu tiên tu chantes vẫn có nghĩa. Nhưng mà nếu khi chúng ta cho trạng từ vào thì nó cho cái động từ này một cái sắc thái khác. Rồi câu thứ ba, chúng ta cho cái trạng từ merveilleusement thì cái sự mà cái trạng từ bien là hát hay thì nó tăng thêm một cái cường độ nữa, hát hay mà hay một cách tuyệt vời. Như vậy hành động chanter, hành động hát không thay đổi nhưng trạng từ nó đã thêm sắc thái cho cái hành động đó. Như vậy trong cái phần vừa qua chúng ta thấy là trạng từ cái chức năng nó là thêm vào để cho cái tính từ hay cái động từ hay cái trạng từ đó nó thêm cái độ chính xác hay thêm một cái sắc thái. Phần kế tiếp chúng ta coi cách thành lập của trạng từ. Các trạng từ có nhiều nguồn gốc và nhiều cách thành lập khác nhau. Ở đây chúng ta có các cái loại như sau. Loại thứ nhất là dạng đơn. Đơn tức là nó chỉ có một âm tiết: bien, tốt, mal, xấu, hier là hôm qua, thời gian, là ở chỗ kia, loin là xa, mieux là tốt hơn, moins là ít đi, plus là thêm vào, puis là rồi thì, tant là bấy nhiêu, ta là trễ, tôi là sớm, très là rất. Đây là những cái trạng từ ở dạng đơn và chúng ta đều rất quen thuộc với cái loại trạng từ này. Loại thứ hai, dạng liền kề. Liền kề tức là một trạng từ nó gồm có hai yếu tố này là hai từ ngữ khác nhau, nó ghép vào với nhau. Chẳng hạn như biên tô là sắp sửa, là sớm á, thì gồm chữ bien là trạng từ, tô là tính từ sớm, bien cộng với tô thì ra biên tô. Long ton, long là dài, ton là thời gian, long ton là lâu dài. De don, de là
giới từ đang ở cũng là giới từ the đang ở bên trong, odesu ở bên trên, autrefois ngày xưa, rồi toujours toujours chúng ta nhìn ra ở trong này nó có hai thành phần này, tous les jours, tous les jours là tất cả mọi ngày, như vậy là luôn luôn, the bonheur là sớm sủa, tout à fait là hoàn toàn. Như vậy chúng ta có cái dạng thứ hai là các trọng từ được thành lập bằng cách có hai hay ba thành phần nó đứng liền với nhau. Dạng thứ ba là dạng xuất phát từ một chữ khác. Phổ biến nhất là cái dạng người ta lấy tính từ ở ở cái dạng giống cái, rồi ta thêm mong vào. Và chúng ta sẽ xem cái phần này một cách kỹ lưỡng ở trong trạng từ chỉ cách thức, adverb de manière. Chúng ta lấy ví dụ chẳng hạn như là tính từ général là tổng quát, đây là tính từ giống đực. Chúng ta đổi qua giống cái, général thêm o, rồi chúng ta thêm mong, généralement, một cách chung chung, một cách tổng quát. Như vậy nó xuất phát từ một chữ khác, trạng từ généralement xuất phát từ tính từ général và đổi qua giống cái và thêm mong. Naturel là tự nhiên, naturel là féminin, naturellement là dĩ nhiên, là tự nhiên, vân vân, còn rất nhiều. Chúng ta sẽ xem kỹ cái phần này ở trong bài học về Adverb de manière. Và dạng thứ tư, một số tính từ nó được dùng với giá trị là như một trạng từ. Một vài tính từ ngắn, thường là đơn âm, có thể đi kèm với động từ để trở thành trạng từ, để trở thành adverb. Đơn âm có nghĩa là monosyllab. Monosyllabic có nghĩa là nó chỉ phát ra bằng một âm tiết mà thôi. Chúng ta vừa nói là có một số tính từ ngắn và nó có thể đi theo động từ để trở thành trạng từ. Ví dụ chúng ta coi những cái cặp so sánh như sau. La tarte est bonne, elle est délicieuse. Tarte là bánh nướng. Bánh nướng thì rất là ngon, nó rất là thơm, nó rất là dễ ăn. Và ở đây là tính từ. La tarte est bonne. La tarte là danh từ féminin, thì bon ở dạng féminin. La tarte sent bon. Bánh nướng này thơm quá. Như vậy đây cũng là tính từ bon, nhưng mà nó không có thay đổi, mặc dù nó vẫn là đi theo một cái danh từ là la tarte, danh từ féminin, nhưng ở đây nó đi theo động từ la tarte sent bon, bánh nướng này thơm quá, như bon này là trạng từ, đằng trước là tính từ. Cette robe est chère, cái áo đầm này thì mắc quá, đây là tính từ. Cette robe coûte trop chère. Như vậy ở đây chúng ta thấy chère này nó trở thành trạng từ, bởi vì nó đi theo đằng trước là một danh từ feminine, nhưng mà nó không đi theo với danh từ này mà đi theo với tính, đi theo với cái động từ. Cette robe coûte cher, nó bổ nghĩa cho động từ coûter, kéo đầm này giá quá đắt. Câu thứ ba, l'eau de ce lac est claire, nước của cái hồ này thì rất là trong, và nó đi theo với danh từ feminine, thì đây là một tính từ feminine. Elle voit clair maintenant, cô ta bây giờ nhìn thấy rõ, sau khi chẳng hạn như là sau khi đổi kính chẳng hạn, cô ta bây giờ nhìn thấy rất là rõ. Cô ta là một danh từ, là một đại từ feminine, nhưng mà Claire nó vẫn không theo cái đại từ feminine này mà nó bổ nghĩa cho động từ. Như vậy tóm lại chúng ta thấy là có một số tính từ ngắn monosyllabic nó chỉ có một âm tiết, khi nó đi theo với động từ thì nó biến thành trạng từ. Ở bên này là tính từ, thì nó đi theo với danh từ. Ở đây đi theo với động từ thì nó không có thay đổi. Ở share đi theo với danh từ feminine thì nó ở dạng feminine. Share ở đây đi với động từ coûter thì nó là trạng từ, nó không thay đổi. Claire ở đây đi với danh từ o là một danh từ feminine thì nó có o. Ở đây Claire đi theo với động từ voir thì do đó nó không thay đổi, nó là Claire. Lưu ý, những trạng từ xuất phát từ tính từ thì cũng có những trạng từ tương đương nhưng có ý nghĩa khác. Và để minh họa chúng ta lấy một số cặp như sau. Elle chante faux, cô ta hát sai nốt nhạc, tức là hát không có đúng nốt. Thì chữ faux này là adverb, nó đi theo cái động từ chanter. Elle l'a accusé faussement cet homme. Động từ trong câu thứ hai này, accusé là tố giác, cô ta tố cáo sai sự thật cái người đàn ông này. Như vậy ở trên chúng ta thấy là faux, ở dưới là faussement, đây đều là hai trọng từ nhưng mà ý nghĩa nó khác nhau hoàn toàn. Ở trên là chanter faux là hát sai nốt nhạc, ở dưới là accuser faussement là tố giác sai sự thật. Il chante juste, anh ta hát đúng nốt nhạc. Pierre justement le voilà, bạn muốn hỏi anh kia hả? Kia, rõ ràng là anh ta đang kia kìa. Ở trên là hát đúng nốt nhạc, ở dưới là rõ ràng.
Một cặp trạng từ khác, en parle pas, cô ta nói thầm, nghe không có rõ. En se conduit bassement dans cette affaire. Trong cái vụ việc này, cô ta cư xử rất là tệ. Tệ tức là chúng ta nói là rất là dở, rất là không có hay, một cách hạ cấp. Ở trên thì ba là nói thầm, nói không có thấy rõ. Ở dưới này cư xử một cách hạ cấp, tức là một cách không có xứng đáng. Như vậy chúng ta thấy đây là hai trong từ, nhưng mà ý nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Parle plus fort, je n'entends rien. Bạn hãy nói to lên, tôi không nghe thấy gì cả. Như vậy for này là trạng từ. Il l'a affirmé fortement qu'il était innocent. Anh ta đã khẳng định một cách quyết liệt là anh ta là người vô tội. Như vậy chúng ta cũng thấy đây là hai cái trạng từ xuất phát từ một danh từ, từ một tính từ là for, nhưng mà ở trên nó mang nghĩa khác, nói to lên với một cường độ to. Ở dưới fortement là mang cái ý nghĩa là quyết liệt. Au cours d'un pique-nique, on mange souvent froid. Khi đi cắm trại thì thường thường người ta ăn đồ nguội, người ta không có bếp để mà nấu thức ăn nóng, ăn nguội. Như vậy froid này là nguội. Ils nous ont reçu très froidement. Ở đây froidement cũng là trạng từ, ở trên cũng là trạng từ, nhưng mà hai ý nghĩa này khác nhau. Ở bên dưới, họ đã đón tiếp chúng tôi một cách lạnh nhạt. Froidement tức là không có niềm nở. Ở trên là không có nóng, ở dưới là không có niềm nở. La voiture s'est arrêtée net. Chiếc xe đang chạy thì bất thình lình dừng lại. S'est arrêtée net. Elle va nettement mieux. Nettement là rõ ràng. Cô ấy khỏe hơn, thấy rõ, tức là rõ ràng. Cô này bị bệnh và bây giờ chúng ta sau một vài ngày trở lại thì thấy cô ta khỏe ra rõ ràng, với cái nét normal là nhìn thấy rõ, còn trên là bất thình lình. Và cái thứ năm, chúng ta có một số trạng từ xuất phát từ các thứ tiếng khác. Trường hợp thứ nhất xuất phát từ tiếng Latin, chẳng hạn như là ex aequo tức là ngang tài ngang sức, chẳng hạn như là vice versa là ngược lại. Ngược lại có nghĩa là hai chiều đó, chẳng hạn như là chiếc tàu này đi từ Sài Gòn ra Nha Trang, rồi từ Nha Trang lại quay đầu trở lại Sài Gòn, như vậy vice versa. A priori là thoạt đầu tiên nhìn, tức là mình chưa có một cái suy luận, một cái phán đoán gì hết, thoạt đầu nhìn thì nhận xét thấy như vậy. A priori đó là những cái trạng từ xuất phát từ tiếng Latin. Và còn có một số trạng từ khác xuất phát từ tiếng Ý, và tất cả những trạng từ này đều là các cái biểu thức về âm nhạc, chẳng hạn như allegro, moderato, piano, crescendo, vân vân. Đó là những trạng từ xuất phát từ tiếng Ý. Và bây giờ trong bài đầu tiên, chúng ta sẽ học về các trạng từ chỉ thời gian, les adverbes de temps. Loại thứ nhất là chỉ ngày tháng năm, tức là chỉ một cái date. Avant-hier, ngày hôm kia. Hier, ngày hôm qua. Aujourd'hui, ngày hôm nay. Demain là ngày mai. Après demain là ngày kia, un jour là một ngày nào đó. Ví dụ, je me reposerai demain, ngày mai tôi sẽ nghỉ ngơi. Và chữ demain được gạch dưới, đó là một trạng từ chỉ thời gian, adverb de temps. Loại thứ hai cũng là trạng từ chỉ thời gian, nhưng mà nó chỉ một khoảnh khắc, là un moment. Chẳng hạn như là auparavant là trước đây, autrefois là ngày xưa, jadi cũng là ngày xưa, actuellement là hiện tại, thì cũng giống như là maintenant. En ce moment, vào lúc này. À ce moment-là, là vào lúc đó. En même temps, là đồng thời. Au même moment, ngay lúc ấy. Alors, là rồi thì. Aussitôt, là ngay lập tức. Tout de suite, là cũng là ngay lập tức. Tout à l'heure, thì có hai ý nghĩa. Có thể là lúc nãy, có thể là lát nữa. Plus tard, là sau này. Ensuite, là rồi thì. Désormais là từ nay, dorénavant là từ nay trở đi, tôi là sớm, ta là muộn, n'importe quand, bất cứ lúc nào. Ví dụ, il la pluie tout à l'heure, lúc nãy trời đã mưa. Chúng ta vừa nói tout à l'heure nó có hai ý nghĩa, có thể là lúc nãy, có thể là lát nữa, một cái ở quá khứ và một trường hợp ở tương lai. Để chúng ta biết được là quá khứ hay tương lai dựa vào động từ, chúng ta nhìn vào câu ví dụ. In la pluie tout à l'heure, động từ ở quá khứ thì chúng ta dịch là lúc nãy trời vừa mới mưa. Loại trạng từ chỉ thời gian thứ ba đó là nó chỉ một cái độ dài là la durée, hoặc là chỉ tần số của một hành động, tần số là la fréquence, tức là nó xảy ra nhiều hay là ít, nhanh hay là chậm đó. Chẳng hạn như là encore, còn nữa, longtemps là kéo dài, quelquefois, một đôi lần, parfois là thỉnh thoảng, souvent là thường xuyên,
Đờ tăng dòng to là thỉnh thoảng, tu dua là luôn luôn, rarement là ít khi, rất là hiếm, jamais là không bao giờ. Ví dụ, j'ai longtemps détesté cette maison. Trong một thời gian dài, tôi không có ưa cái ngôi nhà này. Ví dụ khác, nous allons souvent au restaurant. Chúng tôi thường xuyên đi tới nhà hàng ăn. Nous avons dîné, puis nous sommes allés au cinéma. Chúng tôi đã ăn tối, rồi sau đó chúng tôi đi xem ciné. Như vậy, longtemps là trạng từ chỉ thời gian, longtemps là độ dài. Nous allons souvent au restaurant. Chúng tôi thường xuyên đi nhà hàng, đi restaurant là chỉ cái tần số rất thường xuyên đi. Nous avons dîné, puis nous sommes allés au cinéma là cũng chỉ là cái tần số chúng tôi ăn cơm tối xong rồi chúng tôi đi xem cinema. Như vậy chúng ta vừa lược qua ba loại trọng từ chỉ thời gian. Loại thứ nhất chỉ ngày tháng năm, in data, hôm qua hôm kia, ngày mai ngày kia, chỉ một khoảnh khắc là un moment, tức là bây giờ, trước đây, ngày xưa, lúc này. Và loại thứ ba là chỉ độ dài, là durée, chỉ tần số là thường xuyên hay là hiếm khi. Sau đây là bốn nhận xét này giúp chúng ta phân biệt được một số cái trạng từ mà đôi khi chúng ta thấy nó có vẻ hơi hơi giống nhau đó. Nhận xét thứ nhất, un jour là một ngày nào đó và tout à l'heure, hai cái trạng từ này có thể diễn tả cả trong quá khứ, cả trong tương lai và vị trí nó không thay đổi. Chúng ta hãy coi câu ví dụ này, il est parti un jour, tức là đi với động từ ở quá khứ thì chúng ta dịch un jour là một ngày nào, một ngày kia, anh ta đã ra đi. Mais un jour il reviendra, nhưng một ngày nào đó anh ta sẽ quay trở lại. Như vậy hai chữ un jour này, un jour đi với động từ quá khứ thì nó chỉ là quá khứ, un jour đi với động từ tương lai thì nó chỉ là một ngày nào đó trong tương lai. Và người ta vừa nói chữ un jour này có thể diễn tả quá khứ hoặc tương lai. Chữ tout à l'heure cũng như vậy, il est parti tout à l'heure, đi với động từ quá khứ chúng ta dịch là hồi nãy anh ta đã ra đi. Mais il va revenir tout à l'heure, nhưng lát nữa anh ta sẽ quay trở lại. Như vậy trạng từ tout à l'heure này đi với động từ quá khứ thì chúng ta dịch là hồi nãy, và động từ tout à l'heure này đi với động từ ở tương lai chúng ta dịch là lát nữa. Đó là nhận xét thứ nhất. Chúng ta nhắc lại, nhận xét thứ nhất là trạng từ un jour và trạng từ tout à l'heure có thể chỉ quá khứ, có thể chỉ tương lai. Nhận xét thứ hai, auparavant là trước đây thì nói về cái chuyện đi trước, còn dorénavant từ nay trở đi là nói chuyện đi sau, và dorénavant có một trạng từ tương đương là désormais, từ nay trở đi. Chúng ta thấy có vẻ hơi hơi giống nhau, nhưng mà chúng ta cần phân biệt auparavant là trước đây, còn dorénavant từ nay trở đi, trước đây tức là trong quá khứ, l'antériorité, dorénavant từ nay trở đi là nói chuyện tương lai, la posteriorité. Đó là nhận xét thứ hai. Nhận xét thứ ba, chúng ta thấy hai cái trạng từ này cũng rất là giống nhau, có vẻ giống nhau. En ce moment là lúc này, có nghĩa là maintenant. Ví dụ, en ce moment, nous étudions les adverbes de temps. Ngay lúc này đây, chúng tôi đang học các cái trạng từ về thời gian. Và chúng ta phân biệt với à ce moment. À ce moment là lúc đó. Thì nói về, cũng thể nói về quá khứ, cũng thể có thể nói về tương lai. Ví dụ, j'ai vécu dans mon enfance au Vietnam. À ce moment-là, je parlais couramment vietnamien. À, đây là một câu nói của một người đã đi xa xứ, hiện nay đang sống ở nước ngoài, sống ở bên Pháp hay sống ở một nước nào đó. Thì người này kể là, khi tôi còn thơ ấu, khi tôi còn nhỏ thì tôi sống ở Việt Nam. J'ai vécu dans mon enfance au Vietnam. À ce moment-là, hồi đó, như vậy trong quá khứ, lúc đó tôi nói tiếng Việt rất là giỏi. Bây giờ tôi qua nước ngoài nhiều chục năm, bây giờ tôi nói tiếng Việt không giỏi, không có nhanh, không có couramment, tức là không có trơn tru như là khi tôi còn nhỏ nữa. Bây giờ tôi nói hơi bị khó khăn. Như vậy chúng ta thấy là en ce moment là vào lúc này, nó tương đương với maintenant. Còn à ce moment là lúc đó, cái lúc mà tôi còn ở Việt Nam, ở cách đây bao nhiêu năm đó. Như vậy hai chữ này xem ra có vẻ giống nhau, nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Một cái là hiện nay, còn một cái là trong quá khứ, cũng có thể là trong tương lai nữa. Và nhận xét thứ tư, en même temps là cùng lúc. Và chúng ta phân biệt với au même moment hoặc là au même instant. Hai trạng từ này hoàn toàn khác nhau.
Trước hết chúng ta coi en même temps là cùng lúc, même là cùng, en même temps là cùng lúc. Ils sont arrivés les uns après les autres, mais ils sont partis tous en même temps. Họ đã đến nơi người trước kẻ sau, nhưng mà khi ra đi thì họ cùng ra đi cùng một lúc. En même temps tức là tất cả đồng loạt ra đi. Khi tới thì người tới trước, người tới sau, nhưng mà khi ra đi thì tất cả đều ra đi cùng lúc. En même temps là cùng lúc. Ils sont arrivés les uns après les autres, mais ils sont partis tous en même temps. Rồi chúng ta coi lại en même temps là cùng lúc. Trong khi au même moment thì vào chính lúc đó. Il a poussé la porte de l'immeuble pour entrer. Đây là một người thanh niên. Anh ta đã đẩy cánh cửa, cái cửa lớn ra vào của chung cư để đi vào. Au même moment, cùng lúc đó, elle a tiré pour sortir. Chị ấy lại kéo cái cửa đó ra để đi ra. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Và hai người đã gặp nhau, hai ánh mắt nhìn nhau, hai cặp mắt nhìn nhau và họ đã làm quen nhau như vậy đó. Tức là một người đẩy cửa vào, cùng lúc một người lại kéo cửa để đi ra. Hai người này thì là au même moment, chính vào lúc đó thì cô kia làm cái chuyện này. Và chúng ta coi đây là dịch cái kia au même moment, au même instant là vào chính lúc đó, còn ở trên là cùng lúc. Ở bên trên chúng ta đã coi các ba loại trạng từ chỉ thời gian, les affaires de temps. Và bên dưới này đây là một cái bảng tóm tắt theo thứ tự alphabet để cho chúng ta có thể nhìn vào và chúng ta xem lại. Để chúng ta tổng kết lại xem mà chúng ta đã biết những chữ nào chúng ta chưa biết và chưa học. Les principaux adverbes et locutions adverbiales de temps sont. Những cái trạng từ hoặc là những cái locutions adverbiales. Locutions là những cái nhóm từ mà nó được dùng như là trạng từ. Adverb là một trạng từ, trong khi locutions adverbiales là cái nhóm từ mà nó có chức năng như là trạng từ. Đây là những trạng từ và nhóm từ dùng như là trạng từ. Có về thời gian chính, principle là chính, dĩ nhiên là sẽ còn một số khác nữa. Và đây chúng ta thấy được xếp theo thứ tự alphabet. Alors, antérieurement, après, à présent, aujourd'hui, auparavant, aussitôt, autrefois, avant. Vần B, chúng ta có chữ bientôt. Vần C, chúng ta có chữ cependant. Vần D, déjà, demain, depuis, désormais. Enfin, ensuite, hier, jadis, jamais, longtemps, lors, maintenant, naguère, parfois, postérieurement, puis, quand, quelquefois, sitôt, soudain, souvent, sur le champ. Vần T, tantôt, tard, tôt, toujours, tout à coup, tout à l'heure, tout de suite. Và vần U, intérieurement. Và đương nhiên còn 3 chấm còn nữa. Mà đây chúng ta có thể nói là một cái bảng tóm tắt gồm tất cả các cái trạng từ và các cái nhóm từ dùng như trạng từ về thời gian chính. Và chúng ta có thể nhìn vào cái bảng tóm tắt này để chúng ta kiểm kê lại xem chúng ta đã biết, đã sử dụng được những cái loại trạng từ nào. Và xin chào tất cả mọi người.